Patreon phiên bản toàn cầu, miễn phí trải nghiệm tháng đầu tiên. Bật mí những thước phim lần đầu hé lộ về buổi casting 6 người đàn ông trong 2 ngày 1 đêm. Em giới thiệu với chị nha. Hello, xin chào mọi người, mình là Lê Dương Bảo Lâm. Thì hiện tại mình đang sinh sống ở Long Thành và Đồng Nai. Hiện tại mình là ông bố bỉm sữa, một vợ và 2 con. Ý lộn, 3 con, một em bé đang trong bụng nữa. Thì với cái format này thì mình cảm thấy rất là háo hức, bởi vì mình có đầy đủ về trí tuệ cũng như là sức khỏe để tham gia trò chơi. Hy vọng nhà sản xuất sẽ cho Lâm một cơ hội, Lâm có thể trải nghiệm. Bởi vì Lâm nghĩ là mình có thể làm tốt được những công việc mà nãy giờ nhà sản xuất đã nêu ra. Lâm nghĩ trí tuệ của Lâm mạnh như thế nào? Em nghĩ là cái trí tuệ của em nó không có hoành tráng là siêu trí tuệ cái tính toán này nọ, nhưng mà đối với một người mà gọi là đời như em thì tại tới bây giờ là em nghĩ ai dù em lên chương trình đồ này nọ, ai cũng nói là thi cái này mày đặt không có kiến thức này nọ, nhưng mà em đi giả bộ thôi. Tại khi mà em lên nói thì tính toán làm sao với cái cách mình nói ra như vậy mà để thu hút tiếng cười, thì em là dĩ nhiên hài mà. Có chị nha, có xương xương, nó không có đậm đà thôi, nhưng mà nó xương xương đủ để chơi. Hả? Thủ đô của Úc hả? Nói về Úc thì em đi diễn rất là nhiều nha. Em đã từng đến Melbourne, từng đến Perth, và anh đã ăn ngủ trên những chuyến máy bay đó. Và anh lân la ở khắp những sân bay, lê la. Và không nhớ nha. Không biết nữa, không có nhớ. Cái chương trình này nó đề cao cái cá tính của bản thân mình, thoải mái bản thân mình, mà dù như có một cái tính cách gì đó mà hay hay cái gì làm đậm đà lên, chứ tụi bạn không yêu cầu bạn gì. Nói chuyện khó lắm chị ơi, em ghét đi chương trình, đi game show, làm sao cho vui nha. Giờ làm sao ta? Đi quay cũng vậy. Cái sự tương tác với dàn cast là quan trọng nha, là tự nhiên mới vui chứ. Đúng rồi, chứ bây giờ kêu làm sao cho vui, đi quay kêu nè đưa phong độ cho em nè, em cố gắng làm sao cho vui, giờ sao vui ba. Không biết sao vui luôn á. Nhiều cái kịch bản mà đã không vui thì giờ kêu quạt làm sao. Em không phải là kiểu mà hả, cố gắng làm cho vui, mà nó phải là từ bên trong. Chứ giờ mà cố diễn để mà vui nó khó chịu lắm, mình không có làm được, nó bị sượt. Còn nếu như bây giờ mà bất ngờ mà kêu nhiệm vụ của anh là phải mời ba nghệ sĩ để tham gia rủ, để tham gia chương trình, ba điện thoại. Dạ, thì anh sẽ có rủ lại. Thì có thể mời mấy đứa trẻ là Lê Dương Bảo Lâm nè, Bảo Hoa nè, Chris Tan nè, BB Trần nè, như là Khánh Du Xuân nè. Nữ thì có Khả Như nè, Monica nè, Khánh Vân nè, Bảo Anh nè, Như Lê nè, Hiếu. Có chồng thì tao có nhận lấy không? Bởi vì đây chỉ quy định là mời ai chứ tao không quyết định tao nhận lấy không. Dạ đây có rồi, xong rồi á. Đâu ngờ. Bấm rồi. Dạ. Ủa lại bấm luôn hả? Trời ơi. Rồi, đây rồi. Trời ơi. Ngày em phải tắm mấy lần hay là cái gì à? Cái gì khác mà mọi người lưu ý. Em thì đi vệ sinh là nhu cầu tối thiểu, em cần phải được đi vệ sinh. Nhưng mà em đi rất nhiều. Em còn đặc điểm đó nữa, đó là em cũng bị tọt hay gì không mà phải đi nhiều gì đó. Không biết được, từ nhỏ là có thể tiêu hóa như vậy rồi. Tức là sau khi mà em hấp thụ thì nửa tiếng hết em cần xử lý cái đó. Thì đó là cái đặc tính cơ thể nó vậy, là cũng phải là cho mình muốn như vậy. À, okay. Mà mình cũng là cắt mắt đấy. Mr. Bị giải lộ là cái đó là mình tại sao mình lại thích làm như vậy? Tại vì ở trên game á, của em á, thì khi mà em làm một cái tựa game gì đó thì em sẽ có cho nó một cái nhân vật riêng. Ví dụ như nhân vật bé Tư. Đó, thì bé Tư thì phải dạy chú Tư thì phải già đi chứ mấy con đó, thì hôm nay chú Tư sẽ chơi cái tựa game này cho mấy con nha. Đó thì nói giọng miền Tây già già vậy đó. Đó thì em lúc đó em sẽ make up trang điểm và mặc cái đồ của chú Tư, rồi mặc đồ bé Tư là lấy đồ của vợ. Ngoài cái thế mạnh về âm nhạc thì em nghĩ em mạnh về cái cạnh nào xíu? Mạnh về cái cạnh nào? Em cảm giác là em là một người có suy nghĩ khá là đúng đắn. Giống như là tất cả cái vấn đề trong cuộc sống là em nghĩ là nếu mà em suy nghĩ thì nó là suy nghĩ đúng.
tức là thường là người sẽ biết cân nhắc trước khi đưa ra một quyết định, đúng không? Dạ, dựa trên kinh nghiệm, dựa trên những cái gì mà em được học, những cái gì mà em được nghe. Hồi xưa là em học sinh chuyên lý. Chuyên lý? Em là chuyên lớp chuyên toán lý. Có em thi thì em thi khóa A1. Nếu phải đi ra đảo mà chiếc thuyền ban tổ chức cung cấp chỉ chở được 5 người thì bạn sẽ bỏ lại ai? Chở được 5 người thôi. Tôi đã. Thả ngôn quy xuống biển. Đau quá bị đâm. Tôi sẽ để Hiếu lại. Vì tôi thương Hiếu nhất nên để Hiếu lại cho Hiếu sống thoải mái với gia đình. Còn anh em chúng tôi sẽ là người cực khổ ngoài đảo, tại vì Hiếu còn trẻ mà. Cho nên không, bỏ giữa biển nghĩa là thả thải xuống biển. Biển hả? Dạ, đúng rồi. Hay là để ở về nhà với gia đình. Thả xuống biển nghĩa thả xuống biển. Lại với gia đình á, là để Hiếu lại với gia đình. Cho Hiếu đi. Hiếu còn trẻ lắm. Cái thứ nhất là Hiếu phải ở lại với còn trẻ để chăm lo ba mẹ. Thứ hai là có Hiếu đi cũng không làm được gì. Dạ đúng rồi. Chris Phan thấy như thế nào? Thì nghĩa là chắc là bỏ người anh thương mến. Anh Huy. Sao vậy? Tại anh chủ lắm luôn á. Anh ơi, anh thấy là kiểu giống như là giờ mình ra biển đảo, tàu thuyền thì cũng có mấy cái dây đó, nhiều khi mình phải nhảy qua những cái dây đó nữa. Thì anh dây không neo à? Anh không hề biết nhảy. Còn, đúng rồi. Hoặc là mình làm cho Ngô Kiến Huy thành cái neo, còn cái dây ngay đó đó. Đâu, khi mà tới bờ mình sẽ thẳng Huy xuống cái tay anh chăm mình luôn. Anh giới thiệu mọi người biết. Ba là thủy thủ. Ba làm thủy thủ. Từ nhỏ đã tiếp xúc biển rồi. Ba bán giò thủ hả? Thủy thủ á. Ba làm thầy một con đốt sách vậy. Anh là nhỏ đã biết bơi biển rồi. Thế là cái thứ hai đó là do. Vậy cái nữa là em bơi theo mọi người là được rồi. Còn anh nếu hỏi em hỏi câu thứ hai đi là nếu mà tụi anh muốn thả giữa biển rồi trả lời cho. Sau một đêm ngủ cùng dàn cast, bạn tỉnh dậy và không thấy 5 người kia đâu. Hỏi ekip thì không ai trả lời. Bạn sẽ làm gì đầu tiên? Đi về ạ. Sắp dép đi về. Chứ làm gì nữa? Về thôi, không có còn chương trình nữa. Đi về. Kiếm ra quay kệ chứ. Chương trình là 6 cáp mà. Giờ còn có một mình là ai tương tác với mình. Nhưng mình Lâm Hoang hả? Lâm thì chắc Lâm một mình được. Lâm thì toàn tốt. Chương trình 2 ngày 1 đêm chỉ còn một mình tôi thôi. Lúc đó khán giả sẽ thấy tôi nhiều hơn. Hả? Quay phim sẽ bắt hình tôi liên tục. Tôi không phải chia hình đối với những người anh em của tôi nữa. Làm sao? Một đêm cùng Lê Vũ Lâm. Chào quý vị, bạn đang đến với chương trình 2 ngày 1 đêm cùng Lê Dương Bảo Lâm. Chương trình chỉ một mình tôi mà thôi các bạn ha. Và bây giờ trước mắt mọi người là trước mắt mọi người là biển đảo Lý Sơn. Lý Sơn mình đẹp lắm sao? Ở Kiên Giang nha. Ở Kiên Giang nha. Bài hát hoài kêu đèn không? Lý Sơn biển đảo xa khơi. Lý Sơn biển đảo xa khơi, ai đi đến đó lòng không muốn về. Tới đó thì gặp danh hề Trường Giang. Đẹp lắm. Hết giang rồi. Qua đi. Thử thách vừa nói cảm nhận về đảo Lý Sơn vừa giữ không chớp mắt lâu nhất có thể. Giờ ai trước vô cận đi ạ. 3, 2, vô. Đảo Lý Sơn thì sáng nay mình được đi hang câu rất là đẹp và mình cảm thấy là rất là vinh dự khi mà đẹp rồi. Anh rồi tới tôi cận tôi đi bùi ra cao đào hello arigato gozaimasu hey Trường Giang chữ C tuy chúng tôi rất là vui vì hôm nay đã cùng anh em ở đây hỗ trợ rất là nhiều, các bạn quý vị cũng rất là cực và tất cả các đoàn làm phim đều đang cố gắng hết mình để hoàn thành một cái mục tiêu đứng trong duy nhất là chúng tôi phải làm sao để chớ bài. Tôi từ nãy giờ tôi dài nhất đó nha. Làm gì khóc? Anh chia sẻ về Lý Sơn là sang khóc làm gì? Một bí quyết khi mà mắc lâu như thế này. 3, 2, 1, action. Mắt nhỏ, cũng chớ mà. Tôi đang đến nơi đảo Lý Sơn mà đem bòn đã vô. Ủa, thôi mở mình được nha, chơi hí hí vậy. Vậy thì được, để hoài lên đi, để hoài đúng rồi, đúng rồi, có rất là nhiều những cảnh khác nhau. Chúng tôi có những mòn thơ ngon và bây giờ chúng tôi khi... Gian và tự hào quá. Anh đồng chú hả? Rồi. Cũng vô cũng cay à. À. Không, anh Tuấn được nè, mắt Tuấn đi hiếp hiếp nè. Mắt hí nè, đi hiếp mắt lương nè. Ôi, bỏ thì bẻ cái vành nó là không. Trời ơi. 3, 2, 1, action. Chúng tôi đã đến. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Chúng tôi đã đến. Chúng tôi đã đến. 1 giây, mọi người ơi. Không lại được nữa. Lại đi. Lại. Đây là anh cập nhật quá. Em kéo lại cho dễ há mắt mà. 3, 2, 1, action. Chúng ta đã đến biển đảo Lý Sơn. Đi trên đá tàu là rất là vui vẻ. Luôn đọc cây anh chơi luôn phải không? Luôn. Có ăn là được. Ngon quá. Ủa quý đâu ta? Trời ơi. Ai mọi người không ai lo lắng cho quý chơi nhỉ? Anh ơi, anh đó là ham sô phú của bà. Là anh không phải đàn ông cho anh không có hợp với mình đâu.
tự nhiên hả, có biến cố của quán cà phê cái là bỏ anh em mình. Hoàn chắc là có biến cố chưa? Để em đi kể. Chúng ta có hộ gia đình mà người ta giữ một cái nhà hơn 100 năm và ở trong một khu thung lũng là cây cối và động vật rồi người ta bảo tồn cũng hay đó hả? Đẹp. Dạ, như là cuối tuần cái em một cái trường người tổ chức cho 2-3 lớp đi thăm rồi ha. Thì là thiết thực luôn á. Rồi buổi trưa cái trải đồ ăn ra đây các con ăn vừa cho ăn xong tự rửa chén rửa ly rồi ha, đó ok á. Nhà anh là vậy đó. Cuối tuần nó về dưới đó là vợ anh tự ăn là tự rửa luôn á. Dạ. Ủa. Chứ ở nhà trở lại rồi mà. Càng nói càng lộ đó. Là sáng mình nói đúng rồi. Anh nói đúng không? Xẹo dở quá. Đúng rồi anh Thịnh ơi. Ai mà hoạt náo được như anh. Ê tôi nghe tiếng gì đó, để em quỳ vô hả ta? Không, tiếng của hôn nữ thôi. Là anh Quy đó. Anh Quy, em nhớ anh. Ủa Quy đâu ta? Đội nghiệp Quy với bộ. Ủa còn mỗi Quy có được ăn cái gì không? Đây là sao? Ủa cái đó là Quy núp núp nãy giờ trong kia ta. Phía sau nhà có một cái giếng cổ. Hay là anh có dướng rồi. Mới dướng rồi. Thôi không em. Thôi không. Trời ơi. Trời ơi. Vậy mình hãy kêu Quy quỷ Quy Quy. Quy lên Quy ăn cơm vàng cơm vàng nhà ta. Cháu ăn cơm hẩm cháu ăn cháu qua nhà Quy. Nói gì vậy? Thôi hình nhí. Câu chuyện không nên phát trong đài. Cái gì vậy? Em cười giùm anh mà anh nhìn em. Em cười giùm anh luôn hả? Cười giùm em út giờ ấy quá. Chứ anh Tuấn là anh lấy tiền anh đó. Chứ anh Tuấn là anh lấy tiền anh đó. Hơi đậm ra rồi. Ủa bên mình ăn nước mắm hay là uống nước mắm vậy? Ủa hình như là hơi nửa chai rồi. Hình như là có một cái vườn thú rồi đó. Nãy nghe chim kêu rồi ghê lắm. Đó đúng rồi anh. Chim kêu dựng hú. Cái đó là và cái đó là chuột Abi á. Chuột Abi là gì anh? Hả? Chuột Abi là sao? Abi là nguyên một cái hệ sinh thái trong đó có nước đào nước trong đó rồi trồng cây trồng cỏ rồi có cây cho nó luôn. À vườn cây ao cá là hả? Vườn cây ao cá gọi là Abi. Ông vườn đúng không? Em không biết. Em không biết nữa. Chứ anh lấy cái từ đó ở đâu ra? Em thấy nước ngoài người ta vẫn dùng luôn. Abi. Dạ. Vườn Abi. Dạ. Lần này nói tiếng Anh giỏi lắm. À, nói cậu tiếng Anh đi chơi. Hello Mary, 2, 3. Hello Mary, hello Peter. How are you? Where are you from? Okay. Are you crazy? Are you crazy? You are crazy? You, not me. Okay? Yeah. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Đây, mật của mấy ngày đây. À, trời ơi! Trời ơi! Trời ơi! Trời ơi! Trời ơi, em thấy từ sao? À. Thì ra nơi này còn sự sống con người sao? Trời ơi! Em chào anh. Mặt mày nhợt nhạt không bắt chút luôn vậy? Chứ mày không có luôn. Anh Quy! Anh Quy! Chơi tiếp theo sẽ liên quan đến trí tuệ, hai đội có tự tin không? Tùy nha, tùy lãnh vật nha. Ví dụ như ảnh thật là anh thua. Và anh không có rành gì ảnh thật. Biết một số món mà hồi xưa mẹ nấu thôi. Ngoài ra thì có ăn thôi, cái gì ăn được nhưng mà không phải gì cũng biết. Địa lý cũng không giỏi lắm, không xuất sắc lắm. Nghe trí tuệ là thấy tự tin anh Giang rồi. Trời ơi, chết. Trí tuệ mình tự tin đội mình có Lâm. Có em bên thẩm mỹ làm giỏi gì mà lĩnh vực thẩm mỹ là máu em chưa công nghệ luôn à em công nghệ mặt hiếu là tìm ở đâu giờ với mặt em anh tìm ở đâu
là cạo đẩy cái trán lên nó bị thiếu trán, trán nó bị ngắn quá. Đúng rồi. Nó sẽ bị, mình sẽ tiêm trán, tiêm thái dương. Thôi tức là mình tiêm cho nó hói bớt. Tỷ lệ vàng đúng không? Tỷ lệ vàng mình sẽ u ra cái trán mình bị thấp quá. Nhưng mà sao vẫn đẹp trai vậy? Mà sao vẫn đẹp? Mà sao vẫn đẹp? Em cái nhiều hơn mà sao không đẹp quá. Ờ cái này ca lạ nè. Ờ cái này ca lạ nè. Không, em đúng tỷ lệ nha. Tỷ lệ vàng là em á. Vàng á. Vàng nè. Vậy anh Giang làm gì nè? Hả? Anh là ok rồi. Dạ, kiến thức ẩm thực rồi. Đúng rồi. Là làm thẩm mỹ á. À. Kéo giò. Kéo giò. Cái giả gì đi? Nhiều quá. Tỷ tám mà anh cái tỷ tám không cái gì. Anh Giang là phải treo lông mày nè. Treo lông mày. Đúng không? Lông mày anh bị buồn quá nó bị đi quyền. Đó, đúng rồi đó, trời ơi đẹp liền. Trời ơi, đó. Đúng. Căng căng cái này nếu lại thì nó tách cái mặt với lại cái cổ ra, hiện tại nó bị nối vào nhau thành một khối rồi. Cổ lên. Đúng rồi. Trời ơi mập á. Nhưng mà được cái anh Giang cười, cười tươi, cười đẹp. Là anh ra phải tiêm trái cổ, tiêm bự đây thành là thấy trái cổ. Ui. Trời ơi, tiêm như bự vậy. Anh bị đếp trang nhiều lắm. Đúng rồi, anh trang. Chết đi. Ồ, ta sợ lắm. Kinh trái nhở? Kinh trái này hả? Đúng rồi, em ở tuổi em là nó nhăn vậy đúng rồi. Đúng rồi. Bình thường. Anh uống thuốc mê cho rồi để người ta tiêm. Thôi. Tôi là lấy má tôi cũng sợ. Hả? Em cũng vậy. Sợ khi mặc dù biết là nó không đau đó mà sợ. Nó mặc cái xoan ok nhất này chuẩn. Bắt hơi buồn. Mà phải bắt làm vậy thì làm sao có chứ á. Cho dù ngủ nhiều cũng vậy đó. Đâu, giao diện của Fit Fan là đóng mấy vai thấy dám hồi xưa. Phải là gian thần thiệt. Không, cái kiểu cái em cười mỉm mỉm coi. Hoàng thượng ơi. Cười cười mỉm mỉm. Hoàng thượng ơi. Nhìn nó ra bị oan á. Hoàng thượng ơi. Em bị oan. Nô tài bị oan. Nô tài có lỗi. Nô tài đáng tội chết. Đúng rồi đi. Các anh đã sử dụng bí kíp không chớp mắt gì để vượt qua thử thách một vài ạ? Ý là mọi người muốn được chia sẻ cái bí kíp là không chớp mắt á. Ủa đâu có bí kíp đâu, mấy cái trò này trò không nít mà. Cái đó là tâm sinh lý. Đúng rồi, người ta nói là nói dối không chớp mắt thì những con người bình thường đã nói dối rất nhiều. Đúng rồi. Hôm nay quen cái nư, quen cái thói. Ừ. Là quen là cũ, có tập giật mình, chưa làm thì cũng giật mình nữa cơ. Thật ra càng yên tĩnh thì nó sẽ quyết định được cái việc thắng thua đó. Nó chứ cái này liên quan tới thần kinh nha. Hệ thần kinh. Đúng rồi, hệ thần kinh có mấy sợi dây nó liên quan tới đó. Mà nó quăng cái là giật mình liền luôn. Tại sao có những người chớp mắt lừa nhiều á? Dạ. Là liên quan tới dây thần kinh. Nhưng mà cái đó cũng luyện được á. Nó không liên quan nhiều tới tính cách đâu, mà đa số là chớp mắt nhiều vậy là nhát, nhiều vậy là nhát lắm. Đó, chớp liền hả? Chớp không? Chớp. Rồi. Ra nãy là anh cố tình cơ. Chớp liền. Trời chúng sợ cái lực anh giờ mạnh bể kiến danh mặt gian của em. Ôi mà thấy nó ra. Nó xạo không chớp mắt là anh. Thật ra con mắt là nó quan trọng rồi ha. Đúng rồi, con mắt là cửa sổ tâm hồn luôn. Tất cả mà cái phản chiếu là từ con mắt á. Yeah. Nhìn vô mà cái gì mà ấy là giấu là giấu được. Yeah. Hồi xưa có coi một cái phim nha. Yeah, có coi một cái phim là cái cậu này cậu cậu là một người đánh đàn piano. Yeah. Là cậu bị mù. Thì cậu vào cái nhà kia cậu đánh cho cái cô đó. À. Đánh cho cô nghe. Đúng rồi. Thì vô tình cậu đánh. Thì cậu phát hiện ra một người đàn ông vô giết cô đó. Nhưng mà cậu là không bị mù. Cậu vô tình, cậu rơi vào tình huống đó thôi. Cậu đeo kính đen. Cậu đeo đen là cậu là một người mù đánh piano. Thì rơi vào căn nhà đó thì đánh cho cô đó nghe. Nhưng mà thật ra cậu không bị mù. Thì cậu phát hiện ra là một cái ông đó vô giết cô đó. Cậu chứng kiến hết và cậu giả bộ cậu đánh bình thường. Tại vì nếu mà cậu mà lỡ xa vào tình huống đó rồi, cậu mà phản ứng là bị giết liền. Đúng. Thì sau đó cậu rời khỏi nhà. Cậu mới lên cái đồn cảnh sát, cậu báo án là: anh ơi, tôi gặp cảnh sát trưởng. Tại vì có một người đàn ông vô giết cô nhỏ ở nhà đó. Vậy là cậu hay, cậu đi đúng quy trình rồi đó. Ừ. Mà ông cảnh sát trưởng đó chính là cái người hồi nãy giết. Ghê chưa. Phim Hàn Quốc hả? Phim Việt quên rồi. Cái kiểu này kiểu Hàn Quốc. Mà sau đó thằng nó là ok, thôi giờ đây
giết người là chuyện lớn, vô đây gặp cảnh sát trưởng, vừa vô gặp cảnh sát trưởng là đúng không đó luôn, đó bị môn lại liền. Tại vì ông đó chính là người nãy giết. Ghê chưa? Con mắt nói là tất cả, sau đó cũng diễn là có bị mù thiệt. Và ông kia cũng thử ông này theo dõi luôn, thử bằng mấy cái này này, chính như nãy mình chơi á, là còn rất là mở kính ra, mẹ có bị mù thiệt không vậy? Đưa cái súng lên, mà cái súng mà nó bắn là chết, vô phòng riêng mà. Mày thấy cái gì? Dạ không, đâu có thấy gì. Nghe người ta kể đó. Và đưa súng ra giao rồi, ông lại mắt ông trừng đường những gì. Ghê không? Cỡ anh em mình khi Khai ước mình cùng bay. Phát sóng vào thứ tư, thứ năm, thứ sáu hàng tuần. Xem trọn bộ duy nhất trên VN.